đấy, bạn thấy gì chưa? Trong buổi sáng chủ nhật vui vẻ thì được một anh trai ảnh xuống chốt đơn mình một chiếc Exciter. Chứ bạn đời đầu chắc 50 đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, xe quá xịn luôn. Đây máy móc thì nổ cực kỳ giòn này. Đó. Rồi thế em cũng chẳng biết nói gì hơn bằng cách chúc anh có một con xe trải nghiệm gọi là đi bền bỉ. Exciter mà. Đấy, chúc anh đi tốt đường bền nha. Đấy, đây đẹp. Dạ dạ dạ. Rồi anh đi thôi. Giá có mười mấy củ thôi nhỉ, mười bảy củ thôi, có xe rồi. Đấy, côn từ từ thôi anh ơi. Muốn đổ xăng thêm thì trên đây tầm 300m anh nhá. Bên tay trái. Đấy, rẻ rẻ quá mà. Đây nếu mà Exciter như thế mình còn cũng còn một chiếc 2017 này, giá 17 củ luôn nha mọi người. Đấy, ai mà cần thì liên hệ mình ngay luôn này. Đấy, bên cạnh đó mình còn có rất là nhiều mẫu xe, xe ăn nhậu Future 1 rồi Future 2, Future Neo, Future X này nọ, Wheeler rồi SH rồi Vision, Liberty, đầy đủ các dòng xe. Mọi người nào cần mua bán cho đổi xe hãy liên hệ may, ngay luôn cho cửa hàng xe Phương Nam nhá. Đấy, quá trời xe luôn người ạ. Đấy, mọi người cần alo giúp mình nhá. Anh đó thì ổng đưa trước mình có 9 củ nhận xe mất tiêu rồi người ạ. Đấy, 9 7 9 củ nhận xe mất tiêu rồi. Đấy. Quá trời xe luôn người, hãy alo mình ngay luôn nhá.